Hello, Sống Biển xin chào cả nhà. Hôm nay Sống Biển giới thiệu một món đồng quê hương dân dã ở Việt Nam nha các bạn. Hôm nay Sống Biển sẽ nấu cháo huyết, tôm khô, da heo với thịt bằm ha. Thì giờ trong này thì Sống Biển có một miếng thịt bằm nè, xương nè, da heo và huyết ha, rồi gạo rang với nếp. Đây là tôm khô. Sống Biển sẽ nấu và cả nhà cùng Sống Biển nấu cháo da heo thịt bằm tôm khô ha. Đây da heo. Rồi huyết. Huyết Sống Biển luộc rồi. Gạo rang với nếp. Mời cả nhà cùng Sống Biển theo dõi nha. Đây. Đây hôm qua cả nhà ha. Đây Sống Biển, nhưng mà các bạn cùng theo dõi Sống Biển không?